Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình ha. Video này mình chia sẻ cho anh em ứng dụng KaiMaster 5.2 nha anh em. Hiện tại phiên bản 5.0 mình từng chia sẻ trên kênh của mình đã không sử dụng được nữa. Hy vọng chia sẻ này sẽ giúp ích cho anh em đang sử dụng KaiMaster. Và điều khác biệt ở phiên bản 5.2 này thì phông chữ gì quá anh em sẽ tự thêm vào. Rồi, nội dung chính ngày hôm nay. Thứ nhất là mình chia sẻ cho anh em KaiMaster 5.2. Và thứ hai là cách thêm phông chữ Việt hóa vào KaiMaster 5.2. Bây giờ mình bắt đầu nghe anh em. Anh em sẽ chuẩn bị cho mình. Thứ nhất là phông Việt hóa chấm zip và KaiMaster 5.2. Hai vật liệu này mình sẽ để dưới phần mô tả của video để anh em sử dụng. Về cách tải mình sẽ không chia sẻ lại nghe anh em. Anh em tự tải về. Sau khi anh em tải được hai vật liệu này rồi thì mình sẽ tiếp tục. Rồi, đây là hai vật liệu mình đã tải sẵn nha anh em. Về KaiMaster 5.2 thì anh em sẽ cài đặt về máy. Mình tiếp tục với cái phông diệt quá chấm zip này, anh em sẽ nhấn vào. Rồi anh em chọn giải nén. Quá trình giải nén sẽ mất một chút thời gian. Anh em đợi nghe anh em. Rồi, phông diệt quá đã được giải nén thành công nghe anh em. Bây giờ mình sẽ chọn vào nè. Có rất là nhiều phông chữ ở đây. Rồi, anh em lưu ý khi anh em giải nén ở thư mục nào thì anh em phải nhớ chắc chắn ở thư mục đó nghe anh em. Bây giờ mình sẽ thoát ra và vào ứng dụng KaiMaster. Rồi, bây giờ anh em mở KaiMaster lên. Mình sẽ chọn một cái dự án có sẵn nha anh em. Tiếp tục anh em nhấn vào chữ lớp. Chọn vào văn bản. Mình sẽ nhập chữ AA. Rồi, chọn OK. Tiếp tục mình sẽ chọn vào biểu tượng chữ AA ở đây. Ở đây thì anh em chọn cho mình dấu cộng. Rồi, về phần này thì lúc nãy anh em giải nén cái phông diệt quá ở cái thư mục nào thì anh em sẽ vào đúng cái thư mục đó để mình lấy phông chữ nghe anh em. Bây giờ mình sẽ chọn cái phông chữ đầu tiên. Tiếp tục anh em chọn OK. Vậy là xong anh em. Anh em lại tiếp tục chọn vào dấu cộng. Rồi tìm đúng cái thư mục anh em đã giải nén. Rồi mình sẽ chọn cái phông chữ thứ hai. Anh em chọn OK. Tiếp tục mình sẽ thêm một cái phông chữ nữa, anh em nhấn vào dấu cộng và tìm đúng cái thư mục anh em đã giải nén. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái phông chữ thứ ba, anh em tiếp tục chọn OK. Và những cái phông chữ còn lại thì anh em làm tương tự như vậy luôn. Và mình cũng xin dừng lại nội dung video ở đây luôn. Nếu anh em thấy thích cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Nếu anh em quan tâm cho mình một bình luận nghe anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.